À, chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một cái mẫu máy tính chơi game trong cái phân khúc 25 triệu đồng mà được trang bị màn hình 17.3. Đây là chiếc máy RX 72 được em Vũ em đặt mua, và mình sẽ làm giới thiệu anh em. Thứ nhất là mình mở hộp ra cho máy và mình sẽ giới thiệu cấu hình, ưu và nhược điểm về sản phẩm để cho các bạn có ý định mua những cái dòng máy này thì các bạn biết thêm. Em này thì nó trang bị một vi xử lý, nó sẽ ghi sẵn ở ngay ở hộp đây. Các bạn có thể thấy là nó sẽ có cái mã máy luôn này. Đây là cái mã của máy này. Còn tên của máy này nha anh em nhé, đây này, GL72 này. Nó sẽ được trang bị màn hình 17.3 này, anti-glare, công nghệ anti-glare Full HD, vi xử lý coi 7700HQ. Và cái ổ cứng theo máy của nó là 1TB, RAM trang bị là DDR4+2400, và đặc biệt con này thì cặp màn hình nó là 1050T chứ không phải cặp màn hình 1050 thường, với dung lượng 4GB. Đấy. Ở bên ngoài hộp của dòng mới đi thì nó sẽ làm cái hộp như này, các bạn có thể thấy nó đậm chất thì mình, đó là hình cái con rồng như này. Thương hiệu mới đi vào Việt Nam cũng tương đối là sớm, và cái máy của họ thì chủ yếu là dành cho các phân khúc gaming và làm đồ họa chuyên nghiệp. Mời các bạn xem cái hình thức bên ngoài của chiếc máy này. Trọng lượng 2,7 kg, một cái trọng lượng chấp nhận được cho cái dòng màn 17 inch. Dòng này nếu mà ở phân khúc giá thì hiện nay là vô địch về giá, bởi vì trong cái phân khúc 25 triệu thì chúng ta sẽ không tìm được một chiếc máy nào cấu hình cao như chiếc này. Các công nghệ nó sẽ trang bị sẵn ở trên này, anh em có thể nhìn này. Nhìn qua thì em này nó sẽ có RAM DDR4 này, công nghệ turbo quạt này. Quạt thì các bạn muốn chẳng hạn chúng ta chơi ở hiệu năng cao thì chúng ta có thể bấm vào đây này, nó sẽ chạy maximum quạt. Riêng tản nhiệt của MSI nó sẽ làm cực kỳ tốt. Và bàn phím của hãng Tesseri. Phím này thì chúng ta hỗ trợ chơi game mà làm đồ họa gõ cực kỳ là sướng. Chẳng hạn là công nghệ màn hình nó có thể ra công hai cái màn hình này qua cổng display này. Ok, và bây giờ mình sẽ bật máy. Trên phiên bản này anh em nhìn qua thì nó sẽ trang bị bàn phím LED đỏ chứ không phải là phím RGB trên một số phiên bản của MSI hiện nay. Thật ra phím RGB thì không phải bạn nào cũng thích, bởi vì nó nhìn thì một số bạn bảo RGB nhìn nó rất là đẹp mắt, nhưng mà một số bạn thì bảo là nhìn nó rất là rối mắt. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cài chiếc máy này lên. Trước khi cài mình sẽ giới thiệu qua những cái cổng kết nối từ bên ngoài. Mặt trên của máy thì nó sẽ trang bị một cái camera với độ phân giải 2 chấm và hai cái lỗ nhỏ này, là nó là hai cái mic. Viền màn hình của dòng này thì anh em có thể thấy nó sản xuất thì nhìn này nó đúng ra nó sẽ hơi dày một chút. Còn hiện nay những cái mẫu máy mới thì đại đa số cái viền màn hình nó làm rất mỏng. Vỏ máy được làm bằng hoàn toàn bằng nhựa. Thực ra thì nó cũng có ưu và nhược điểm. Nhựa thì mình cũng phải nói luôn là mình sẽ không thích cho nó cho lắm, bởi vì nó sẽ không được sang trọng. Nhưng mà dòng này thì anh em nhìn vẻ bề ngoài thì nó có một cái thiết kế tông màu đen là chủ đạo. Còn logo này thì nó là logo con rồng này, anh em có thể nhìn thấy. Mà đằng sau thì nó sẽ bố trí hai cái tản nhiệt như này. Các điểm nhấn của nó thì bao gồm sơn màu đỏ như này, nó nhấn cho cái tản nhiệt bằng sau. Bên tay phải của mình thì nó chỉ có một cổng USB. Đây là cái đầu độc thẻ này, đây là cổng sạc. Bên này thì nó trang bị thêm rất nhiều các cổng, thì gồm nó là cổng USB 3.0 này, cổng LAN này chúng ta cắm chơi game cho ổn định này. Mini port này, cổng này chúng ta có thể cắm ra kéo ra hai màn hình này. USB 3.0 và đây là cổng USB 3.1. Em này, cổng này nó là cổng mới nhá. Hầu hết các mẫu máy mới đều có. Con này nó nhanh hơn mấy ông này. Con này khoảng 10 giây 1 giây, ông này 6. Đây là hai cổng phone của mic này. Còn bên dưới để riêng tản nhiệt của MSI thì nhìn nó làm cũng gớm rồi. Tí mình sẽ vừa mở ra mình khám phá nội tạng và lâng luôn cái ổ cứng SD. Bởi vì nhược điểm của con này thì vẫn chưa có SD, nhưng các bạn yên tâm là nó có khe cắm mở rộng M2. Chính vì thế chúng ta sẽ nâng cấp vào. Chứ nói thực sự với các bạn, những cái máy tính bây giờ mà chơi game mà không được trang bị ổ SD thì coi như vứt hết, kể nhà làm đồ họa cũng vậy. Đây là một sản phẩm phân phối chính hãng của công ty Vĩnh Xuân nhé. Nó là đại diện phân phối chính thức của MSI tại Việt Nam. Ok. Các bạn có thể nhìn thấy qua đây thì nó sẽ nhìn thấy cái đây là toàn bộ hệ thống, nó sẽ hút vào này, hút vào này, hút vào này để lấy gió, và nó làm như này rất là thoáng. Và hai cái hốc bên dưới nó là hai cái hốc loa nhé. Và đây là các tín hiệu, chẳng hạn các tín hiệu của máy này. Dòng này thì đã lược bỏ hẳn ổ DVD. Bây giờ mình sẽ tháo và vừa nâng cấp và chỉ luôn cái nội tạng bên trong cho anh em xem luôn.
Đầu em nghiên cứu này, em thích con MSI ở điểm gì? Thế thì em thích thì mua rồi. Chỉ là thích thì mua rồi à? MSI hiện nay thì nó làm thương hiệu ở Việt Nam cũng khá tốt. Nếu mà trong cái phân khúc giá thì nó rẻ hơn Alienware rất nhiều. Ví dụ một con Alienware cấu hình mà như thế này thôi thì nó cũng phải tầm khoảng 33-34 triệu. Có nghĩa là nó sẽ gấp gần 10 triệu. Còn nếu mà trong phân khúc giá thì MSI và cả ASUS đang cạnh tranh nhau rất mạnh đấy. ASUS thì nó cạnh tranh các dòng như G753. Nhưng một số người lại không được đánh giá vì ASUS không được đánh giá cao về tản nhiệt. MSI thì dòng này tí em tháo ra hệ thống tản đồng nhìn kinh lắm. Hôm trước anh tháo một con rồi. Mình sẽ tháo ra và những cái dòng máy mới thì mình sẽ chỉ luôn anh em là chiếc máy này có thể nâng cấp những cái gì cho những các bạn mua sau các bạn sẽ biết. Còn dòng này ưu điểm thì mình nói rất là nhiều, những nhược điểm của nó thì mình không thích cho lắm, nó là cái thiết kế bằng cái vỏ nhựa thôi. Còn nếu mà về mặt cứng cáp thì mình cầm vào nó rất là cứng, đánh giá là được. Chịu năng tản nhiệt tốt, màn hình cũng được. Màn hình thì hôm trước mình đã test rồi thì góc nhìn khá rộng, con này độ màu nó phủ lên đến 94%. Nó sẽ hỗ trợ ông ta chơi game và làm đồ họa khá là ok. Việc tháo và mở một chiếc máy này thì đúng ra mình cái máy này thì tháo và mở không khó, mà chúng ta chỉ làm hơi cẩn thận một chút, chú ý các cá chúng ta có thể mở được. Các bạn hoàn toàn có thể tự tháo và nâng cấp được. Ok. Đây các bạn có thể nhìn thấy nội tạng bên trong một chiếc máy này, nhìn thì khiếp đảm luôn. Nhìn sơ qua đây anh em có thể thấy là hệ thống tản nhiệt của nó thì gồm 6 ống đồng. Dũng anh chỉ luôn cho em nhé. Đây là CPU của nó này. CPU hầu hết những cái dạng máy mới thì đều được onboard như này. Chính vì thế chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp được. Cả màn hình của nó cũng vậy. Nó sẽ ví dụ như em chọn 1050 hay 1060 phải chọn ngay từ đầu. Mà con này ti thì đây là cái hệ thống nó dẫn cho cái cả màn hình. Còn đây nó dẫn cho CPU này. Con này tính ra chợ là 4 ống đồng để dẫn cho cái cả màn hình riêng. Còn chỉ có 2 ống dẫn cho CPU thôi. Còn đây là cái ổ cứng 2.5 inch bình thường này. Còn bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp M2 thì đây nó là cổng ổ cứng M2 này. Bây giờ mình sẽ tháo nâng cấp cho em luôn. Con này thì được trang bị 4 loa, hai loa này. Thì loa mà nó như thế này thì khiếp đấy. Nghe rất là sướng này. Hôm trước hôm qua đây anh cũng mở một con của bạn Việt Anh ra. Ok. Và đây thì nó làm hẳn một cái khoang trống này. Theo như anh chuẩn đoán thì cái khe này có khả năng nhiều bản thị trường nó sẽ vẫn lắp DVD. Nên thị trường Vila thì nó bỏ luôn. Còn thế này hoàn toàn nó vẫn có thể nhét được một cái DVD về được. Còn cái đây là cái wifi của nó này. Wifi bây giờ nó rất nhỏ này. Chuẩn này là chuẩn AC nhé, em thoải mái bắt nhé. Giới thiệu với các bạn đây là cái ổ cứng M2. Hầu hết những cái máy đời mới bây giờ đều lắp cái ổ này. Còn nói thực ra này, anh em mua máy giờ mà chơi game mới làm đồ họa, mà những cái năm 2018 này mà máy vẫn chạy ổ cứng HHD thì nó thực sự rất chán. Thì loại tốc độ ổ cứng của những dòng SSD nó nhanh hơn đến 6-7 lần so với một ổ cứng HDD truyền thống. Và bây giờ chỉ lát vào là cài thôi. Con này thì đúng ra thì nó chỉ có khả năng nâng cấp ổ cứng và RAM thôi. Còn ngoài ra sẽ không nâng cấp được cái gì. RAM sẽ maximum là 32GB. Ổ cứng thì các bạn có thể thấy là hai chiếc, một cái 2.5 inch và một cái SSD. Quá trình nâng cấp cái ổ cứng SSD cho chiếc máy này xong, bây giờ mình sẽ bật và khởi động chiếc máy này. Và mình cũng đã cài hệ điều hành Windows cho nó đã xong rồi. Xem nó khởi động hết bao nhiêu giây. Khi bật lên cái thì các bạn có thể nhìn thấy nó là đèn LED nó sẽ màu đỏ luôn. Máy khởi động hết khoảng 5 giây nha anh em nhé. Thực sự là một cái mức khởi động rất ấn tượng cho dòng này. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem kết nối của cấu hình của chiếc này. Đây các bạn có thể thấy là máy mình cài bản Windows 10 bản Pro cho nó ok. Và máy trang bị vi xử lý Core i7-7700HQ, RAM 8GB. Tên của máy là GL72M7REX. Đây màn hình con này thì nó sẽ có hai cảng màn hình, một cái cảng màn hình on 630. Độ bán giải màn hình là 1920x1080 với công nghệ anti-glare. Cảng màn hình của nó là 1050T với dung lượng 4GB. Anh em có thể nhìn thấy nó sẽ sử dụng bộ nhớ VRAM ra là 8GB card. Mình đã nâng cấp thành hai ổ cứng, bây giờ cho anh em xem luôn. Đây một cái dung lượng SSD M2 128GB để chúng ta cài đặt phần mềm ứng dụng. Các bạn lưu ý là tất cả những cái hệ điều hành ứng dụng chúng như game
hay là đồ phần các phần mềm đồ họa thì chúng ta sẽ cài trên ổ SSD thì nó sử dụng nó rất là nhanh, còn lại ổ cứng 1 TB bên dưới thì chúng ta sẽ dùng để lưu trữ dữ liệu thôi.